Nguyễn Tuấn Hưng sinh năm 1992, là Tổng Giám đốc của The Anh 28 Entertainment. Đây là một công ty giải trí hoạt động đa dạng lĩnh vực như quảng bá truyền thông cho sản phẩm, thương hiệu trên hệ thống fanpage, group Facebook và YouTube, quảng cáo qua người ảnh hưởng, sản xuất video theo các trend thịnh hành trên mạng xã hội. Khởi nghiệp từ một công ty chỉ có 4 người, đến nay The Anh 28 đã có hơn 100 thành viên và trở thành một trong những công ty nội dung hàng đầu Việt Nam với top các fanpage tăng trưởng mạnh, có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam. Không chỉ có được thành công trong sự nghiệp, Tuấn Hưng còn được nhiều người hâm mộ bởi gia đình hạnh phúc với người vợ N.T.H xinh đẹp và hai cô công chúa ngoan ngoãn. Tuy nhiên mới đây, trên trang Facebook cá nhân có dấu tích xanh với hơn 70.000 người theo dõi. T.H bất ngờ đăng tải dòng trạng thái buồn, ám chỉ việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tròn 4 năm ngày cưới, cũng chính là ngày em quyết định sẽ đóng cánh cửa hôn nhân này lại để mở ra lối đi riêng cho chính mình. Cứ ngỡ rằng câu nói khi bình yên, người ta sẽ quên đi những lời thề trong giông bão sẽ đúng với bất kỳ trường hợp nào đó trên thế giới này, riêng chỉ có chúng ta là ngoại lệ. Chắc có lẽ vì em đã quá tự tin vào bản thân mình, tự tin vào tình yêu dành cho anh, tự tin vào tâm huyết của mình cho mái ấm này đã là đủ đầy để gia đình chúng mình sẽ hạnh phúc viên mãn. Chúng mình đã đi lên cùng với nhau và cùng cả hai bàn tay trắng. Lúc đó tiền bạc tuy đơn sơ nhưng tình cảm lại trọn vẹn. Trong cả một quá trình dài đó, anh và em mỗi chúng ta đều cố gắng và phấn đấu rất nhiều cùng với nhau để cải thiện và vun đắp cho cái chung của mái ấm này. Với em, gia đình có thể nói là tất cả, là nơi bất khả xâm phạm, là nơi duy nhất để trở về, là động lực sống và làm việc. Dù ngoài kia bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu vất vả thì khi về đến nhà sẽ đều được đặt sau cánh cửa, nơi đó tồn tại sự sống và nụ cười của bốn con người. Nhưng rồi ai biết trước được cuộc đời có bao nhiêu lần thử thách, phải đứng giữa ngã ba đường trước rất nhiều quyết định. Bản thân em thật sự bất lực và bế tắc, không biết rằng mình nên làm gì, bước tiếp như thế nào với một trái tim vụn vỡ. Lòng bao dung và sự kiên nhẫn trong em dường đã cạn kiệt. Với tư cách là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, em nghĩ rằng sẽ không cho phép bản thân mình tiếp nhận nó thêm nữa và dừng lại là sự lựa chọn duy nhất để giải thoát cho chúng ta. Em chấp nhận sẽ buông tay trong tâm thế nhẹ nhàng và thanh thản nhất. Em đã từng giận, trách anh rất nhiều, nhưng kể từ giờ phút này em biết mình phải thật sự buông bỏ, buông những thứ không còn thuộc về mình, bỏ cho lòng mình nhẹ nhõm. Tuy rằng mình chỉ cùng đi với nhau trên cùng một đoạn đường, đến ngày hôm nay mỗi chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Nhưng trong lòng em thật sự luôn mong muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với anh, sẽ có người phụ nữ khác tốt hơn em có thể chăm sóc anh và làm cho anh cảm thấy yên bình và ấm áp hơn. Em luôn mong muốn rằng bố của con em sẽ là một tấm gương thật sáng để hai đứa con sẽ tự hào khi kể về bố nó anh nhé. Mái ấm này dù không trọn vẹn thì em tin rằng cả anh và em luôn sống và nỗ lực làm những gì tốt nhất cho mục tiêu chung, đó là hai đứa con của mình. Em chúc anh luôn hạnh phúc trước sự lựa chọn của mình và cũng dành một lời chúc, một lời động viên cho bản thân mình rằng phải thật mạnh mẽ, độc lập để bước qua đoạn đường thật lắm ngang trái vừa qua và bước tiếp đoạn đường thật dài phía trước. Sau hôm nay, cánh cửa này đã thật sự được khép lại, những gì bên trong nó sẽ mãi là những hồi ức, những kỷ niệm đẹp mà thời gian qua chúng ta đã nghĩ về nhau. Những ân hận thôi đừng nghĩ nữa, đừng vì ai cả mà hãy vì bản thân mình của ngày mai sẽ thật tốt đẹp, thật tươi sáng anh nhé. T. H chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Về phía Tuấn Hưng, trên trang Facebook cá nhân, anh vẫn đăng tải ảnh của vợ và hai con nhỏ kèm dòng trạng thái không quên lời thề trong giông bão. Hiện tại, câu chuyện hôn nhân của Tuấn Hưng vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.